Tại sao phải mua xe tải Isuzu chính hãng mà không mua xe tải Isuzu 3 cục đến từ Đại Hàn Moto? Điều đầu tiên, xe tải Terra 345 và xe tải Terra 350 được lắp ráp với hệ thống 3 cục của Isuzu, nhập khẩu gần như 100% linh kiện. Nên là anh em sẽ có một cái sự đồng bộ gần như là tuyệt đối. Về chất lượng khi mà những các bác tài nào đã mua chiếc xe tải Isuzu mà ngồi lên lái thử chiếc xe tải Terra 345 này hoặc là chiếc xe tải Terra 350 thì giấy chưa cực thì thấy cực kỳ là quen thuộc. Có rất nhiều bác tài đã sử dụng chiếc xe tải Isuzu 34 3 tấn rưỡi, ,5, 5 tấn thì khi mà ngồi lên lái thử chiếc xe tải Terra 345L này thì thấy là cái chất lượng gần như là tương đồng. Và ngồi thậm chí là ngồi lên xe tải Tera 345 này nó còn rộng rãi thoải mái hơn, option còn nhiều hơn. Đó. Và tôi cũng xin thông báo luôn là chiếc xe tải Isuzu Tera 345 và chiếc xe tải Terra 350 là hai chiếc xe được nhập khẩu 100% linh kiện đến từ Isuzu và nó là hệ thống lắp ráp ba cục tại Việt Nam. Đó, gồm hệ thống ba cục đến từ Isuzu đó là cabin động cơ cầu số hộp số và gần như là chất lượng là sẽ gần như là tương đương với lại Isuzu chính hãng là chỉ khác biệt là nhà máy Isuzu lắp ráp và nhà máy Daihatsu lắp ráp thôi và khi mà anh em sử dụng chiếc xe tải Terra 345L này thì cũng đã được có một cái form dáng cực kỳ đẹp đến từ Isuzu rồi với thiết kế hiện đại đầu vuông và với hệ thống gương cực kỳ hiện đại là giúp chúng ta có thể quan sát hết được cái điểm mù đó, một cái gương lớn như thế này khi mà những các bác tài nào lái xe lâu năm mà nhìn thấy cái gương này thì cực kỳ thích bởi vì sao bởi vì nó quá to quá rộng rãi để chúng ta có thể quan sát hết được kể cả với cái phiên bản thùng dài 6m35 như thế này thì các bác tài vẫn có thể quan sát hết được điều thứ hai mà khi mà đầu tư chiếc xe tải Tera 345L này thì anh em sẽ tiết kiệm được cực kỳ nhiều chi phí bởi vì sao bởi vì giá thành của chiếc xe tải Tera 345L này nó sẽ thấp hơn rất nhiều so với chiếc xe tải Isuzu hãng khi mà đầu tư cùng với phân khúc 3,5 tấn thì chiếc Isuzu chính hãng nó lên đến là gần 800 triệu khi mà lăn bánh. À, còn với chiếc xe tải Terra 345L này nó chỉ là 550 triệu thôi. Với một khoảng cách số tiền lớn như vậy 250 triệu thì khi mà anh em đầu tư chiếc xe tải Terra 345L này tải trọng vẫn là 3,5 tấn. Và với một kích thước thùng hàng lớn như này thì anh em sẽ tiết kiệm được quá nhiều chi phí. Với 250 triệu anh em hoàn toàn có thể đầu tư vào việc khác. Còn với phương thức trả góp thì sao? Nếu mà khi mà trả góp thì anh em chỉ cần đầu tư cực kỳ thấp chỉ mức đầu tư là 150 triệu để có thể nhận chiếc xe tải Tera 345 này thôi. À, còn khi mà anh em đầu tư chiếc xe tải Isuzu thì anh em phải đầu tư lên đến là 300 thậm chí là 304. Anh em phải đầu tư lên đến 300 thậm chí là 350 triệu thì mới có thể lấy được xe. À, với cái mức tranh lệch phí ban đầu đã là khoảng hơn 100. Với cái mức chính lệch phí ban đầu đã là 150 triệu rồi. À, có rất nhiều khách hàng vận tải khi mà lấy xe của chúng tôi, à, chiếc xe tải Tera 345 này thì cũng đã chia sẻ lại rằng khi anh ấy đầu tư chiếc xe tải tới ra 345 mà không phải chiếc xe tải Isuzu thì với cái mức phí mà anh ấy bỏ ra lấy một chiếc xe Isuzu thì anh ấy hoàn toàn có thể lấy hai chiếc 345 này. Đó. tôi xin cam đoan với quý vị bạn là hai chiếc xe tải tới ra 345 này thì nó sẽ tốt hơn rất nhiều so với một chiếc xe tải Isuzu. Bởi vì sao? Bởi vì hai chiếc xe chở được gấp đôi công mà mức mà một cái mức tì, mức chi phí mình bỏ ra của nó chỉ là như nhau thôi. Đó mà anh em sẽ được hai lần công với một năm hay là 2 năm thì anh em đã thu hồi vốn được một chiếc xe này rồi. Đó, đấy là lý do mà rất nhiều những những anh em vận tải, vận tải ở trên Bắc Giang, vận tải Hải Phòng, Hải Dương, Phú Thọ đã lựa chọn chiếc xe tải Terra 345 này thay vì chiếc xe tải Isuzu. Chất lượng thì cũng gần như là tương đồng. Với khi mà anh em chạy vận tải thì trong khoảng 10 năm đầu sử dụng thì anh em sẽ gần như là chỉ sử dụng xe trong vòng 10 năm thôi anh em sẽ thải xe. Đó. Và với cái mức chi phí à, mới với cái mức 10 năm như vậy thì chiếc xe tải Terra 345 này nó sẽ vượt trội hơn chiếc xe tải Isuzu rất nhiều Ngày xưa thì anh em sẽ quan niệm rằng là những chiếc xe, phải mua những chiếc xe tải tốt như Isuzu hay là Hino Để làm sao để về chở cái quá tải để lấy thêm công nhiều để lấy thêm cước công nhiều Nhưng mà bây giờ thì khi mà anh em vừa mới bước ra đường thôi đã là có những trạm cần rồi Công an đứng đầy đường mà như vậy thì anh em gần như là không thể chở quá tải được Mua xe 3,5 tấn thì anh em chỉ chở được 4 tấn hàng thôi Đó đấy vì tại vì sao mà anh em phải bỏ ra số tiền lớn để đầu tư một chiếc xe mà cũng chỉ để chở một cái số lượng hàng như vậy. Đó. Còn điều thứ ba tôi muốn nói đến đó là mức tiêu hao nhiên liệu của chiếc xe tải Isuzu T345 này. Xe tải Isuzu T345L này được sử dụng với khối động cơ Isuzu 2.8 lít nhập khẩu nguyên chiếc từ Nhật Bản nên là anh em sẽ có một cái khối động cơ công nghệ của Isuzu quá là tuyệt vời cho cái mức tiêu hao nhiên liệu mức tiêu hao nhiên liệu của chiếc xe tải Isuzu T345L này nó chỉ là 9 lít trên 100 km đường hỗn hợp à, với những chiếc xe tải cùng phân khúc khác như chiếc xe tải Olin, những chiếc xe tải Hyundai hay kể cả là Isuzu thì đều có mức tiêu hao nhiên liệu là trên 11 lít à, chiếc xe tải Isuzu là ít nhất là 11 lít còn Hyundai lên đến là 12 lít à, khi mà anh em sử dụng chiếc xe tải à, Isuzu T345 nhập khẩu 3 cục này thì anh em sẽ có một cái mức tiêu hao nhiên liệu ít hơn 3 lít trên 100 km so với những chiếc xe khác. À, tính ra hàng tháng, hàng năm thì anh em sẽ tiết kiệm được lên đến hàng chục triệu đồng. Với cái số tiền chục triệu đồng đấy khi mà anh em trả góp xe thì anh em đã trích được một khoản rất lớn để trả góp gốc, gốc lãi ngân hàng rồi. Vì thế thì cái việc mà thanh toán xe của chúng ta cũng sẽ dễ dàng hơn rất là nhiều. Chi phí đầu tư thấp kèm theo là mức tiêu hao nhiên liệu thấp nữa. Chi phí sử dụng xe thấp thì anh em sẽ tiết kiệm được rất nhiều tiền và như vậy thì cái việc mà trả gốc lãi ngân hàng cũng như là thanh toán nốt cái số tiền lãi của ngân hàng thì sẽ cực kỳ nhanh thôi và chỉ sớm muộn thôi chỉ khoảng 2 năm thôi là anh em sẽ tất toán hết được một chiếc xe này. đây là những cái thông tin mà khách hàng đã chia sẻ lại với tôi chứ không phải là tối biện ra đâu ạ. có rất nhiều uh, những các bác tài kể những uh, anh khách là chạy uh, hàng tuyến lẻ hoặc là những anh khách vận tải thì đều chỉ trong khoảng tầm đến 2 đến 3 năm là anh em hoàn toàn có thể tất toán được một chiếc xe rồi. Đó, và như vậy thì thu việc thu hồi vốn của chiếc xe này tôi khẳng định với các bạn là cực kỳ nhanh. Uh, và ở cuối video thì cô xin thông báo luôn là giá thành để anh em có thể có một những cái số kiến thức để anh em tham khảo. Thì đầu tiên là khi mà anh em đầu tư những chiếc tải Isuzu thì anh em sẽ phải bỏ ra mức phí từ 750 triệu đổ lên đó, cho một chiếc xe giá xe chưa bao gồm chỉ phí lăn bánh. Còn khi anh em đầu tư chiếc xe tải Terra 345L động cơ Isuzu này thì chiếc xe chỉ mức giá là 535 triệu là giá xe. Nếu mà cả đăng ký vào thì mới chỉ hơn 500 nếu mà cộng cả đăng ký thì với chỉ với mức giá là 550 triệu thôi. Đó. Nên là anh em đã tiết kiệm được rất nhiều tiền rồi. Hotline tôi để bên dưới màn hình và đừng quên like và đăng ký kênh để có nhiều thông tin mới được cập nhật mỗi ngày. xin chào và hẹn gặp lại các bạn.